cho các bạn. Hôm nay Thanh Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn 7 cách giảm cân nhanh tại nhà. Nhất, chia nhỏ thành nhiều bữa ăn trong một ngày. Cái việc mà chia nhỏ bữa ăn rất là quan trọng nha các bạn. Thông thường là mình sẽ ăn 3 bữa đúng không? Sáng, trưa và tối chúng ta ăn rất là no. Nhưng mà cách đó làm cho bạn không bao giờ giảm được cân được. Vì thế chúng ta cần phải chia nhỏ ra 3 bữa chính và 2 bữa phụ. Làm như vậy thì chúng ta sẽ luôn có cảm giác no và không có thèm ăn những đồ lặt vặt linh tinh. Đó là cách mà giúp cho bạn giảm cân đó. 2. Giảm tinh bột. Tinh bột là nguồn cung cấp năng lượng quan trọng đối với cơ thể. Tuy nhiên, việc dư quá nhiều tinh bột sẽ làm cho chúng ta thừa cân và béo phì. Thay vì như vậy, chúng ta không thể hoàn toàn cắt bỏ tinh bột mà chúng ta phải thay tinh bột hấp thu nhanh như cơm, bánh mì, hủ tiếu thay bằng tinh bột hấp thu chậm. Đó chính là những loại hạt, ngũ cốc, gạo lứt và yến mạch. Thứ ba là không nên bỏ bữa ăn sáng. Nhiều chị em có suy nghĩ sai lầm muốn giảm cân nhanh, chúng ta lại nhịn ăn sáng. Đó chính là một suy nghĩ thật sự rất là sai lầm. Nếu bữa sáng chúng ta nhịn ăn có nghĩa là chúng ta đang bỏ đói tế bào của mình. Và như vậy thì chúng ta sẽ có xu hướng ăn bù vào buổi trưa và buổi chiều nhiều hơn. Đây là chính là lý do làm cho bạn dễ bị tăng cân hơn. Vì thế nên chúng ta cần phải ăn sáng hợp lý. Thứ tư, cần phải uống đủ nước. Nếu bạn muốn giảm cân nhanh, hiệu quả tốt, bạn cần phải uống đủ nước. Trước khi ăn, chúng ta nên uống một ly nước để tạo cảm giác no. Vì trong khi ăn thì chúng ta sẽ chuyển hóa một cái nguồn năng lượng rất là tuyệt vời và làm cho nguồn năng lượng đó không có khả năng tích trữ trong cơ thể và sinh ra béo phì. Thì em nên nhớ phải uống đủ nước mỗi ngày, tính theo trọng lượng cân nặng 0,4 lít nước cho 10kg một ngày và hạn chế uống những nước ngọt có ga, nước chứa cồn và nước tăng lực. Số 5, cần phải vận động tập thể dục. Rất nhiều chị em muốn giảm cân nhưng mà lười vận động tập thể dục. Đó thật sự là một suy nghĩ rất là sai lầm. Vì thế các bạn nên cần phải vận động tập thể dục mỗi ngày từ 25 đến 30 phút. Những cái bài tập thể thao rất đơn giản tại nhà như là aerobic, như là chạy bộ, vận động, bơi lội, gym, thể hình và yoga. Khi vận động như vậy chúng ta sẽ đốt cháy được những lượng calo dư thừa và làm cho cơ thể của chúng ta nhỏ, gọn, săn chắc và đẹp hơn. Số 6, hạn chế những thực phẩm đóng hộp và đông lạnh. Vì những thực phẩm đóng hộp thường có xu hướng là sẽ rất nhiều calo, dầu, mỡ, đường và những gia vị. Và những thực phẩm mà đông lạnh thì nó sẽ chứa nhiều natri. Và khi mà cơ thể chúng ta ăn quá nhiều natri thì làm cho chúng ta đi tích trữ nước. Đây là nguyên nhân làm cho các bạn giảm cân chậm. Nên các bạn hãy giảm đi những thực phẩm đông lạnh và đóng hộp nhé. 7. Hạn chế thức khuya. Thường chị em hay thức khuya thì chúng ta sẽ có xu hướng dễ đói bụng. Và đói bụng thì chúng ta hay tìm những đồ ăn vặt, bánh kẹo vặt nè, đồ ăn vặt. Đó là những cái lượng calo rất là nhiều để cơ thể chúng ta nạp vào. Ăn như vậy thì chúng ta không thể nào mà giảm được cân được. Phải ngủ đủ buổi tối từ 7 đến 8 tiếng để duy trì nguồn năng lượng cho cơ thể vào ngày mai và đốt cháy năng lượng calo trong quá trình ngủ. Việc giảm cân của bạn sẽ trở nên tốt hơn và đơn giản hơn. Nếu thấy clip này hay, bạn hãy like và share bên dưới. Thanh Ngọc đồng hành cùng gia đình bạn trong chương trình chăm sóc sức khỏe chủ đạo.